lẽ nào em đi phố buồn vắng tên em mơ ước gì lắm giấc mộng giấc chiêm bao ôm bao nhiêu yêu thương nhung nhớ anh chôn vùi cười cho nhân thế vui em đâu hay hôm nay trên lối xưa hoang lạnh phố vắng em mình anh bước anh về dưới mưa hoàng hôn đã chia ngang bầu trời be able to install clean and maintain clean water for 39 school and orphanage in remote area and serve over 13,000 children. Tổ chức viện viên và tất cả các mạnh thường quân hiện nay tôi đang đứng ở tại tỉnh Quảng Bình ngay chỗ thị trấn Đồng Lê và đang lắp đặt một cái hệ thống xử lý nước uống do chính tổ chức viện viên tài trợ. Giang đôi tay hân hoan anh đón em vào lòng dẫu biết rằng mình